Nhà vườn bên em về một container cây cherry Brazil nha chị. Đây cây thì đang bông, trên cây như này là bông chi chít. Cây này thì trái của nó mà khi chín á thì mang hương vị rất là ngon, thơm. Nhà vườn Khánh Võ, vì một Việt Nam xanh. Dòng cherry Brazil này thì anh chị có thể là trồng ở trong chậu được nè, hoặc là trồng ở khuôn viên vợ gia đình mình. Bên em về một số lượng lớn, rất là nhiều cây nha anh chị. Cây này thì size tầm trung bên nhà vườn Khánh Võ bên em thôi. Còn ngoài ra trên đây thì còn có cây lớn và cây nhỏ và đa dạng những dòng cây ăn trái khác. Em xin giới thiệu cho anh chị cây cherry bên em mới về nha. Size cây tầm trung, cao độ tồn khoảng 1m8, được chăm ủ trong cái bầu rất là khỏe rồi. Anh chị nhìn bộ rễ này cực kỳ tốt. Trên cây là không những hoa mà bông trái rất là nhiều. Cây này khi mà chín hẳn á là nó sẽ là có một màu đen thuần luôn. Nửa tháng tới một tháng nữa sắp cây sẽ chín. Cây này thì chịu nhiệt rất là tốt, cây sức sống khỏe, anh chị có thể trồng được ở khắp vùng miền. Thì dòng cherry Brazil này ngồi ăn trái thì mình có thể trồng kinh tế luôn. Nếu anh chị còn nào có nhu cầu và để lựa một cái cây ưng ý và cây đẹp á thì hãy nhanh tay gọi điện cho nhà vườn Khánh Võ bên em để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ cho anh chị ạ. Hotline 0962347777, địa chỉ vườn 15 đường Sông Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhanhvo.vn. Nhà vườn Khánh Võ, vì một Việt Nam xanh.